quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về chân dung của những người con nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Tấn Dũng, còn gọi tên là Ba Dũng, sinh ngày 17 tháng 11 năm 1949. Ông là cán bộ kháng chiến và quê quán ở thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông đã trải qua các chức vụ quan trọng như Thứ trưởng Bộ Công an, Đảng ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương từ tháng 1 năm 1995 đến tháng 5 năm 1996, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đảng và phụ trách công tác tài chính của Đảng từ tháng 9 năm 1996 đến tháng 8 năm 1997. Và từ tháng 9 năm 1997 đến tháng 6 năm 2006 thì ông là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Ông Nguyên là Thủ tướng Chính phủ thứ 6 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2016. Và từ ngày 6 tháng 4 năm 2016, ông thôi nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ nghỉ hưu theo chế độ. Ông và phu nhân là bà Trần Thanh Kiệm có 3 người con. Người thứ nhất là Nguyễn Thanh Nghị. Ông Nguyễn Thanh Nghị là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12 tháng 8 năm 1976, quê quán ở phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Giai đoạn từ tháng 6 năm 1999 đến tháng 1 năm 2007, ông là giảng viên bộ môn kỹ thuật, khoa học ứng dụng, Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Ông học thạc sĩ tại Đại học George Washington của Hoa Kỳ và là giảng viên bộ môn kỹ thuật, khoa học ứng dụng tại Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng học tiến sĩ tại Đại học George Washington của Hoa Kỳ và là giảng viên tại khoa xây dựng Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 1 năm 2007 đến tháng 12 năm 2008 thì ông là trưởng ban quản lý đào tạo sau đại học và quan hệ quốc tế của Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn từ tháng 12 năm 2008 đến tháng 11 năm 2011, ông Nguyễn Thanh Nghị là phó hiệu trưởng, trưởng phòng quản lý đào tạo sau đại học và quan hệ quốc tế của Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, phó bí thư Đảng ủy Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ khối cơ sở Bộ Xây dựng. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng thì ông được bầu làm ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng vào tháng 1 năm 2011. Giai đoạn từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 2 năm 2014, ông Nguyễn Thanh Nghị là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, ủy viên ban cán sự Đảng, thứ trưởng Bộ Xây dựng. Từ tháng 2 năm 2014 đến tháng 10 năm 2020, ông Nghị là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, phó bí thư tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Và ông cũng là bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Kiên Giang, bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Kiên Giang, đảng ủy viên Đảng ủy quân khu 9. Vào tháng 1 năm 2016, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng thì ông Nghị được bầu làm ủy viên Trung ương Đảng. Giai đoạn từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021, ông Nguyễn Thanh Nghị là ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên ban cán sự Đảng, thứ trưởng Bộ Xây dựng. Vào tháng 1 năm 2021, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng thì ông Nguyễn Thanh Nghị được bầu làm ủy viên Trung ương Đảng. Và từ tháng 4 năm 2021 đến nay, ông Nguyễn Thanh Nghị là ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Người con thứ hai của vợ chồng nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là bà Nguyễn Thanh Phượng. Bà Nguyễn Thanh Phượng sinh ngày 20 tháng 3 năm 1980, là con gái duy nhất của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Bà học Đại học Kinh tế Quốc dân, cử nhân ngành tài chính, ngân hàng, thạc sĩ quản trị kinh doanh thuộc Đại học Geneva, Thụy Sĩ. Từ năm 2007 đến nay thì bà là chủ tịch hội đồng quản trị của hai công ty, chứng khoán Bản Việt VCSEC và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt VCAM. Bà Phượng là người chịu trách nhiệm cho việc định hướng phát triển và đưa ra các chiến lược hỗ trợ ban điều hành. Tham vọng của bà là đưa VCSE trở thành một trong những đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính hàng đầu trên thị trường. Đồng thời bà cũng là thành viên hội đồng quản trị của công ty cổ phần bất động sản Bản Việt. Bên cạnh đó thì bà Phượng từng có thời gian giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của Việt Capital Bank. Bà cũng là người tham gia làm việc ở Việt Capital Bank với tư cách là thành viên hội đồng quản trị từ năm 2011 và sau đó bà đảm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị của Việt Capital Bank từ năm 2012 đến tháng 4 năm 2013. Trước đây thì bà từng đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc tài chính của một công ty thuộc tập đoàn đa quốc gia Thụy Sĩ, công ty liên danh Honkim Việt Nam. Đây là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất cho đến giờ từ Việt Nam. Như vậy, cho đến giờ thì bà Phượng đã là chủ tịch của hội đồng quản trị của ba công ty, đó là VCSE, VCAM và công ty bất động sản Bản Việt. Cũng có thời gian bà giữ cương vị chủ tịch hội đồng quản trị của Việt Capital Bank. Cuối năm 2007 thì bà Phượng sáng lập ra công ty chứng khoán Bản Việt với tổng số vốn điều lệ thời điểm ban đầu là 360 tỷ đồng. Chỉ trong vòng 3 năm sau đó thì VCSE thành công và lọt vào top 10 các công ty chứng khoán lớn nhất tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE. Đến tháng 10 năm sau đó thì công ty đã góp mặt vào top 3 công ty chứng khoán sở hữu thị phần lớn nhất trong nửa đầu năm 2017.
Năm 2018 thì tổng doanh thu của VCSE đã đạt đến con số là 1.821 tỷ đồng. Đây là con số kỷ lục trong lịch sử công ty kể từ khi thành lập. Công ty này cũng đặt mục tiêu doanh thu của năm 2019 là khoảng 1.900 tỷ đồng. Nhưng thực tế doanh thu của VCSE đã giảm 9% so với năm trước đó vào khoảng hơn 1.650 tỷ đồng. Và cũng tương tự các năm trước đó thì bà Phượng tiếp tục trình đại hội cổ đông xin không nhận thù lao hội đồng quản trị. Theo như bà Nguyễn Thành Phượng chia sẻ, chúng tôi vẫn luôn duy trì truyền thống không nhận thù lao và cũng không có một lý do gì cụ thể. Hội đồng quản trị của công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt VCSE đã công bố tờ trình trong đại hội cổ đông năm 2021. Theo như tờ trình thì chủ tịch VCSE sẽ tiếp tục không nhận thù lao năm 2021. Như vậy thì trong năm 2021 bà sẽ là năm thứ 8 liên tiếp mà người đứng đầu của VCSE từ chối nhận thù lao của doanh nghiệp. Việc này xảy ra và kéo dài suốt 8 năm đã gây không ít tò mò cho giới cổ đông. Và không chỉ riêng phó chủ tịch Nguyễn Thành Phượng, các thành viên khác của hội đồng quản trị cũng có chính sách tương tự. Nếu chỉ tính từ phiên đầu tiên của tháng 8 tới nay thì giá cổ phiếu của VCI đã tăng thêm 22,28% và kể từ đầu năm 2021 thì giá cổ phiếu VCI đã tăng tới 116%. Đáng chú ý, thời gian đó VCI đã thực hiện điều chỉnh giá sau khi phát hành thêm 165 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1. Sau khi phát hành thì vốn điều lệ của VCI đã tăng gấp đôi từ mức 1.665 tỷ đồng lên đến 3.330 tỷ đồng. Với mức giá hiện tại của VCI thì tỷ giá cổ phiếu do bà Nguyễn Thành Phượng nắm giữ đạt tới 822 tỷ đồng và tăng 631 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Ngoài ra thì bà Phượng còn trực tiếp sở hữu 14,7 triệu cổ phiếu của BVB của ngân hàng Bản Việt, tương ứng với tỷ lệ 4% vốn điều lệ của ngân hàng. Số cổ phiếu này hiện đang có mức giá khoảng 317 tỷ đồng. Như vậy chúng ta có thể thấy bà Nguyễn Thành Phượng là một doanh nhân thành đạt và thực sự có nhiều tài năng. Người con út cũng là người con thứ ba của ông Nguyễn Tấn Dũng chính là ông Nguyễn Minh Triết sinh năm 1988. Năm 2006 thì ông Triết bắt đầu học tập tại Đại học Queen Mary cho tới năm 2009. Sau 7 năm tu nghiệp ngành kỹ thuật hàng không và chế tạo máy thì ông Nguyễn Minh Triết được cấp bằng thạc sĩ kỹ thuật động cơ siêu thanh. Ông Nguyễn Minh Triết được Đại học Queen Mary London cấp học bổng học tiếp tiến sĩ, làm giảng viên cùng với những cơ hội việc làm hấp dẫn khác, nhưng ông đã chọn trở về Việt Nam để cống hiến cho tuổi trẻ của quê hương đất nước. Trước khi về nước thì thạc sĩ Nguyễn Minh Triết cũng đã có sáng kiến thành lập Trung tâm Phát triển Tri thức với mục tiêu kết nối du học sinh Việt Nam ở các nước ngoài. Ông chính là thủ lĩnh của hơn 7.500 du học sinh Việt Nam tại Anh. Và từ tháng 11 năm 2011 thì ông Nguyễn Minh Triết đã tham gia phong trào đưa cán bộ trẻ về xã trong vị trí cán bộ đoàn thanh niên cấp cơ sở. Năm 2012, ông Nguyễn Minh Triết được bầu vào Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012-2017. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2014, ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam tiếp tục được Ban Bí thư Trung ương Đoàn điều động giữ chức Phó trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn theo quyết định 639/QĐ-TU-DTN-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2014. Tại Bình Định, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã công bố quyết định cử ông Nguyễn Minh Triết về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định. Tỉnh đoàn Bình Định, xin lỗi các bạn. Ngày 23 tháng 6 năm 2014, tại Bình Định, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã công bố quyết định cử ông Nguyễn Minh Triết về làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định nhiệm kỳ 2013-2017. Ngày 22 tháng 11 năm 2014 thì ông Nguyễn Minh Triết được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định nhiệm kỳ 2012-2017. Vào tháng 12 năm 2014 thì ông Nguyễn Minh Triết tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2010-2015. Vào ngày 16 tháng 10 năm 2015, ông Nguyễn Minh Triết được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa 19 nhiệm kỳ 2015-2020. Vào ngày 8 tháng 4 thì ông Đặng Quốc Toàn, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chủ trì công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định về công tác tại Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn và giữ chức vụ trưởng ban của ban này. Ngày 17 tháng 10 thì ở hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn tháng 10 năm 2021 khóa 11 diễn ra tại Hà Nội, hội nghị đã thảo luận và bầu bổ sung nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư Trung ương Đoàn, Kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương. Và tại hội nghị thì các đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang và Nguyễn Minh Triết được bầu bổ sung tham gia vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa 11. Vào ngày 25 tháng 12, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa 10 với sự tham gia của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.
Tại hội nghị thì Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tiến hành hiệp thương bổ sung 4 nhân sự vào Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa 10, gồm anh Trần Quang Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội; anh Thái Minh Sĩ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An; anh Phạm Ngọc Hải, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; anh Lê Tuấn Anh, Phó Chánh văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Hội nghị đã hiệp thương và bầu chức danh Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam là anh Nguyễn Minh Tiết, Bí thư Trung ương Đảng. Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Nguyễn Minh Tiết đã chia sẻ, đây vừa là vinh dự và là sự ghi nhận, cũng là giao nhiệm vụ cao hơn, yêu cầu cao hơn đối với bản thân anh cũng như tập thể của Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Tân Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam hứa sẽ phấn đấu rèn luyện hết mình, đoàn kết cùng với Thường trực Hội, Ban thư ký, Ban chấp hành để thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam khóa 10. Trên đây là một vài thông tin về những người con của Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.